กงเบารังเจ้ามือเอิ้นโนโน tôi có một người thương cứ chiều chiều nàng ra bờ sông giặt chồng thành vợ, cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo mẹ bảo sao vậy anh? Mẹ bảo cái thằng Lợi ấy, cái tánh nó cọc cằn, sợ sau này nó ăn hiếp con Ngọc, nên bà cứ dùng dần chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa cháu Trần. Về mua máy giặt cho em nha. Anh vẫn nhớ em, dù tuổi mình chưa hàng. Anh sợ cái tánh cọc cằn để mẹ ghi em yêu. Đêm qua và cần tớ nhìn theo con có dòng nước nào về chở nỗi đời.
dòng sông gặp em á, anh hai ta anh mới bảo, anh bảo á, anh Lợi bây giờ đã là thượng sĩ, tánh nết hiền lành, được đồng đội thương dân quý. Nghe nói chưa tròn câu chiếc quái trầu trên tay ngừng lại, nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng. Đợi anh về, mẹ sẽ làm đám cưới cho con. Em vội chạy ra sau, hai bàn tay ôm mặt, nước mắt tương chờ dài mãi ngầm sâu. Chờ mới đón ăn đón người về mới, còn buồn không anh sao chẳng thấy anh về. Vui muốn chết cái buồn gì. Anh vui sao anh không về gặp em? Anh có giận gì em không trả lời? Tuy có buồn nhưng anh đâu dám giận, bởi cha mẹ nào chẳng vì hạnh phúc của một lần chia riêng không phải bên, mà trọn đời chỉ chút khổ mà thôi. Anh chưa về vì biến tướng còn bóng dáng, chưa nhớ em nhiều như chợ mới thủy chung. Dạ cảm ơn chiều. Nhớ mẹ hiền lành nhưng lòng mà chẳng khai, nhớ bên xăm xưa em giặt áo buổi trưa. Tết này em sẽ ra tâm anh ngoài ấy, mẹ đã bằng lòng rồi á, em không còn sợ mặt anh. Hơn 50 năm chợ mình vẫn là chợ nơi chỉ 6 năm chờ có lâu lắm đâu em. Dạ 6 năm chứ không phải 3 ngày đó anh ơi, nó lâu lắm. Dạ, giờ đây thì Như Ngọc cũng xin được cảm ơn.